Thưa quý vị, thị trường hàng trang trí Tết năm nay khá đa dạng, phong phú về mẫu mã, chất lượng. Trong đó thì hàng handmade, tức là sản phẩm được làm thủ công bằng tay, truyền thống, được người dân lựa chọn chủ yếu. Ghi nhận tại nhiều cửa hàng bán đồ trang trí quen thuộc của người dân thành phố Đà Nẵng, nằm trên các tuyến đường Hoàng Diệu, Hùng Vương, hiện ngập tràn đồ trang trí Tết. Trong đó, đồ handmade được đầu tư nhiều hơn. Tại cửa hàng đồ trang trí Hương Khôi, nằm trên đường Hoàng Diệu, chuyên hàng handmade. Theo chủ cửa hàng, khách mua hàng trang trí Tết năm nay chủ yếu khách lẻ, khách từ quán cà phê, chứ không có khách từ nhà hàng, khách sạn. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên cửa hàng cố gắng làm những sản phẩm Tết truyền thống bắt mắt, chất lượng, nhưng đảm bảo giá bình dân để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, mẹ tre với nhiều kiểu trang trí độc đáo được nhiều người lựa chọn với giá dao động khoảng từ 250.000 đồng trở lên. Cho nên nó là những cái mà làm tay, có thể là bánh chưng giả, bánh tét giả, dưa hấu giả, cái gì cũng gọi là mô hình cho ngày xuân. Rồi thêm là bây giờ là những cái mạt tre, mạt nan, tất cả những đồ mộc hay là quạt giấy này nó rơi vào màu đỏ, màu vàng, là cái nó là cái truyền thống của Việt Nam rồi. Cho nên bây giờ cửa hàng làm là chủ yếu là xoáy vào cái hàng Việt Nam mình rất nhiều. Thì mà mọi năm thì mình cũng đi mua đồ để trang trí cho cơ quan, chủ yếu là mua mấy cái đồ mà handmade để mình trang trí nó đẹp cái văn phòng của mình lên á. Ở đây thì hình như hàng hóa là hình như thị trường thì nó nhiều nhất quanh phố Đà Nẵng so với các cái điểm khác. Ngoài ra, những sản phẩm Tết khác cũng khá đa dạng với giá thành bình ổn, như là quạt giấy từ 5.000 đồng một cái, dây treo cây có giá khoảng từ 10 đến 15.000 đồng một dây, cành đào, mai giả với giá khoảng 15 đến 16.000 đồng một cành. Giấy giang tường có giá 35.000 đồng một mét, lồng đèn lớn có giá 120.000 đồng, nhỏ có giá 70.000 đồng, cầu đối có giá từ 100 đến 250.000 đồng một đôi. Hàng năm nay thì em thấy cũng khá là đa dạng, còn giá cả thì vẫn hợp lý thôi, cũng như mọi năm. Chủ yếu là chọn những cái hàng trang trí, ví dụ như những cái cành mai rồi những cái đồ lồng đèn để mình treo, tại vì nhà còn có một quán cà phê nhỏ. Đặc biệt năm nay, người mua hàng là từ các quán cà phê muốn có không gian Tết thu nhỏ để thêm hương vị Tết cho quán, đồng thời để khách có thể chụp hình sống ảo, thu hút khách đến quán. Nên nắm bắt tâm lý này, nhiều cửa hàng đã thiết kế các tiểu cảnh Tết truyền thống để có thể đặt tại quán với giá dao động khoảng từ 2 đến 10 triệu đồng, tùy vào vật liệu và quy mô trang trí.